Từ 15 giờ chiều nay 22 tháng 8, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, các mặt hàng xăng vẫn giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước. Cụ thể, giá xăng E5 giữ nguyên ở mức 23.725 đồng một lít và xăng RON 95 giữ nguyên ở mức 24.669 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu đồng loạt tăng. Dầu diesel tăng 851 đồng một lít lên 23.759 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 736 đồng một lít, có mức giá mới là 24.056 đồng một lít. Dầu ma sút giữ nguyên mức giá so với kỳ điều chỉnh trước ở mức 16.548 đồng một ký. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng từ 451 đồng đến 493 đồng vào quỹ bình ổn. Dầu diesel trích lập 250 đồng một lít, dầu hỏa 400 đồng một lít và dầu ma sút trích 641 đồng một ký. Việc này nhằm tạo dư địa cho quỹ ở các lần điều hành tiếp theo.